sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018, ban lãnh đạo G20 và G78 cùng thành viên đội tuyển hai câu lạc bộ đã gặp mặt trao đổi trực tiếp về các công tác chuẩn bị cho sự kiện giao hữu giữa hai bên. Trong buổi họp, tất cả các thành viên đã dành nhiều thời gian trao đổi với nhau để thảo luận về các phương án chiến thuật nhằm tìm cách gây bất ngờ và chiếm ưu thế về tâm lý. Nếu như khi bốc cặp đấu Forbone và Forsum nhanh chóng bao nhiêu, thì việc bốc những nước cờ ở thể thức single map lại phức tạp và căng thẳng bấy nhiêu. Hai đội lần lượt được quyền ra người trước và tính toán rất cẩn trọng trước mỗi quyết định lựa chọn quân cờ nào trong tay. Giải đấu đã được ấn định và sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 tại sân gốc Tam Đảo Vĩnh Phúc. Đây là giải đấu giao hữu lần đầu tiên được tổ chức giữa hai câu lạc bộ. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ nhanh của hai đội trưởng trước trận đấu giao hữu này. Câu lạc bộ G78 thì là một câu lạc bộ non trẻ mà mới được thành lập vài tháng thôi. Đội G20 thì có lẽ là mọi người đều biết rồi. Câu lạc bộ có ít người nhưng mà có chất lượng golfer handicap thì trung bình rất là thấp. Thời gian chơi golf thì hàng đầu Hà Nội, phần lớn các anh đều chơi trên từ 7 đến 10 năm, thậm chí có những người 15 năm. Và thời gian các anh dành cho golf thì rất là nhiều, nói thẳng là có thể là bằng đến thời gian của những vận động viên chuyên nghiệp. Với cái tâm thế đấy thì G78 tham gia giao lưu với cả G20 và G78 cảm thấy là được điều kiện để học hỏi, tìm hiểu những người anh, những người bạn. Thực ra G78 thì có 160 người, mà bên mình chỉ có 20 người thôi, cho nên không có sự lựa chọn. Còn bên G78 thì có qualify, này, có lựa chọn những người mà có thể lực tốt hoặc là có kinh nghiệm thi đấu tốt. Đây còn sức trẻ nữa, còn bên mình lại có cả người hơn 60 tuổi cơ. Đấy, cho nên nếu mà xét thì về kinh nghiệm thì cũng có thể là G20 cũng có kinh nghiệm. Nhưng mà trên thực tế thì lại sức trẻ của G78 lại tốt hơn. Cho nên là cái này theo mình nghĩ có thể là G78 hơi nhỉnh hơn một chút. Thực ra đây là đồng đội, một cá nhân có xuất sắc cũng không thể đem lại chiến thắng được. Cho nên là nhiều cái này rất là phải chờ đến phút cuối. Cặp nào cũng thú vị. Mình thì không mang nặng quan điểm quá gọi là nhất quyết phải thắng, nhưng có nghĩa là sẽ chơi một cái cách rất là quyết tâm chiến đấu và fair play là trên hết. Giải đấu dựa trên thể thức thi đấu đối kháng map play thông qua 3 vòng đấu foursome, fourball và single map. Đây là thể thức thi đấu quen thuộc đang được áp dụng tại Ryder Cup hay President Cup. Với thể thức thi đấu này, hai đội sẽ có 18 golfer chính thức bao gồm cả đội trưởng, đội phó và hai tuyển thủ dự bị. Các đội sẽ trải qua 2 trận đấu foursome, 2 trận đấu fourball và 8 trận đấu single map. Kết quả đội nào có điểm số 6,5 điểm sẽ là đội chiến thắng. Chỉ còn 5 ngày nữa là những trận golf kịch tính giữa hai đội tuyển của G20 và G78 sẽ diễn ra. Golfnews.vn sẽ cập nhật thường xuyên các thông tin của giải đấu. Mời các bạn chú ý đón xem.